Nói chung là tật xấu thì không có ít, có nhiều. Là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp luôn đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao? Nhìn thấy Hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, và chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Long Thành, em năm nay 32 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Dạ, em hiện giờ ở nhà buôn bán. Ủa, nhưng mà bạn đang ở Khánh Hòa ở Sài Gòn? Dạ, em đang ở Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây? Dạ. Thế còn em? Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Thanh Thiện, năm nay em 32 tuổi, ồ 30 tuổi. Đó là thấy dễ thương rồi đó. Nhớ lộn tuổi của chồng. Nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Dạ. Ủa, em ở đâu? Dạ, em đến từ Bình Thuận luôn ạ. Bình Thuận. Dạ. Là hai bạn quê em là ở Bình Thuận. Dạ. Rồi, bây giờ hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây cũng khoảng 6 năm. Lúc đó là em chưa có công việc làm đó. Thì em có đi làm thêm ở một câu lạc bộ bia. Em làm nhiệm vụ đó là em là thu ngân. Lúc đó thì ông xã hàng ngày tới câu lạc bộ chơi bia. Thì thấy anh đánh cũng hay. Xong mình cứ quan sát thế. Mà thấy cũng trẻ. Phong độ. Cũng phong độ lắm mà nhìn thấy nhỏ con. Nói sao mà nhỏ con mà đánh bia sao hay dữ vậy trời. Ồ vậy đó. Dạ, rồi xong cũng để ý. Rồi xong sau đó thì cũng có một ông anh mời em đi ăn tối. Rồi xong tới thì cũng rất là tình cờ ngồi sát ông xã em bây giờ. Đến lúc mà ngồi kế bên nhau ở cái chỗ tiệc đó thì sao? Rồi sau cái bữa ăn tối hôm đó đi hát karaoke chơi. Thế thì cũng đi luôn. Rồi sau đó vào karaoke, ông xã em mới hỏi em là có hát song ca được hay không. Rồi hay cái song ca bài gì? Lâu quá rồi em không nhớ lúc đó rồi, là cái mà bài có gì phải là trong cái đêm đó là em đã ấn tượng về ảnh không? Dạ, thì cũng vui vẻ, thấy cũng còn cũng hiền. Dạ. Còn em thì sao? Cũng bình thường, cũng coi như là người bạn đi chơi bình thường vậy thôi. Chứ cũng không. Đến bao lâu thì hai em mới bắt đầu là thích nhau và yêu nhau? Còn vài tháng á. Trong thời gian đó thì có nhiều chuyện vui không? Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa có định quen. Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cá hay tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói như vậy. Đó, mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu thì em biết là chồng em còn quen một người phụ nữ khác nữa? Đến khi em đặt vấn đề hôn nhân với ông xã em. Trời ơi, lúc đó em mới biết chồng em bắt cá hay tay hả? Trời ơi. Dạ. Em xem tài siêu phàm em giấu hay vậy? Tao kể chuyện nghe đi, kinh nghiệm rồi. Anh Bin cũng đang muốn hỏi kinh nghiệm. Em không nói thì không biết thôi chứ cái gì đâu. Nhưng mà thời gian biểu em chia làm sao? Mình đi với cô này thì mình ngưng với cô kia. Ngưng cô kia là ngưng sao? Thường là buổi tối. Buổi tối vậy là ban ngày là em ở vợ em đúng không? Đi chơi vợ em đúng không? Rồi buổi tối buổi tối đi cô kia đúng không? Ít à, em đi chơi ít à, không có đi nhiều đâu. Rồi có ba mặt giáp nhau không? Chắc không. Không có giáp, ta mới giấu được cả năm đó. Nhưng mà rồi chị hỏi thiệt là lý do gì mà em lại chọn vợ em mà em buông cô kia? Cái lúc mà em thất bại trong công việc á, là em vô lại Sài Gòn này em làm nè. Thì lúc đó vô thì các mình nè, nói chung là gạt chuyện tình cảm luôn rồi. Không có định quên ai nữa, khó quá bỏ rồi luôn. Thời gian đó thì vợ mình bây giờ nè, thì quan tâm thì cứ ra vô hoài. Thì mình thấy cái tình yêu nó lớn. Thì mình quyết định thì đằng nào cũng là phải về một bên thôi, chứ không thể nào vậy hoài được. Cảm nhận là vợ mình yêu mình nhiều hơn, đúng không? Gọi là tình yêu lớn đó. Và lúc đó là quyết định là mình cần phải có cô nào rồi, đúng không? Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi vậy là thật xấu đó. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè. Vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cũng quá hiền không? Có không? Có hiền đúng không? Thì anh nghĩ là chắc cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Có nhiều. Là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Ủa, kể đi. Bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao? Nhìn thấy Hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Thôi giờ đập em không?
chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì được đâu kìa mà. Dạ, nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Ừ. Chồng nó thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất này, là sinh nhật bả. Mà bà muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh, ông lên chơi. Thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao. Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Để nói là không có mời ai mà sao có ông nữa. À, tự nhiên ông tới, mình đâu biết đâu, ai mà biết. Bà ư? Nóng rồi làm gì? Nóng giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn, nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đã ngồi ăn uống một mình luôn. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em thấy nhằn. Xong bắt đầu nói qua nói lại. Rồi xong lại nóng tính, bắt đầu gây lên. Rồi xong bắt đầu đá cái này, đập cái kia, làm ầm lên. Đó, rồi em cũng bực bội. Em nói anh đá cái gì? Anh đập đồ với ai? Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó. Em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng. Nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. Đó, mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt. Công việc, trách nhiệm có nè. Nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em, còn em? Em mong chồng thay đổi cái gì? Bớt nhậu. Dạ, bớt nhậu rồi đừng có nóng tính đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi. Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ, hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là... 32. 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi. Đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau rồi. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó vì ở bên cạnh nhau nhiều quá nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi. Thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm? Đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe, cái tâm lý của người phụ nữ rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình, bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng. Rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao? Ở đậu. Thụ phấn. Em hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó. Nó từ buổi sáng hoặc là cả, nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch. Hôm đó vậy đi. Cuối cùng á là trớt quớt. Phá. Thì thành ra là người ta buồn. Người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này. Đó, cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở. Thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói. Em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nói với chồng nên, anh ơi bữa nay dày đi, nhưng vợ em không nói. Vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận. Thì thôi, tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động. Mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi. Đúng không? Để tụi em tận hưởng chứ. Cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Vui lên. Nhát, vui nhát.
Và nhớ báo tin là có bầu nhé. Em tên Đinh Quang Tuấn Hùng ạ. Hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm bên nghề điện ạ. Dạ, em nay 29 ạ. Rồi còn em? Em tên là Trần Thị Thanh Thúy. Em là công nhân viên chức. Em 26 tuổi. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Mỗi lần mà sáng thì ảnh thường đi qua nhà em lắm. Cái ảnh gặp em ảnh cười. Thì cứ cười hoài mà không nói gì hết à. Đi ngang nhà đó phải không? Dạ, đi ngang nhà. Nhìn vô cười một cái. Đó, đi ngang nhà kìa. Bà nghe lắm quá. Cười dễ thương chứ đâu cười hì hì. Đúng không? Cười người ta cười dễ thương chứ không cười hì hì như em. À, đâu cười sao, đâu cười sao đâu. Nhưng mà lúc đó em ở đâu mà em cứ canh lúc mà ảnh đạp xe qua là em có mặt, em xuất hiện để em thấy ảnh cười? Thì cũng thói quen, thì 7 giờ sáng là ảnh chạy ngang qua nhà. Thì là anh... cứ canh 7 giờ sáng ra đứng ngoài cửa rồi ngó cười một cái, đúng không? Dạ, ngó cười cái là rồi nha. Mà nay nấy đi làm. Thì lúc đầu em nhìn anh này thì cười cũng ngộ ngộ. Nhìn cũng đẹp trai. Đúng với mẫu người mà em thích nữa. Nên là em nghĩ là mình phải cua anh này cho bằng được. Có nghĩa lúc ảnh cười là em cũng cười đúng không? Dạ. Hai đứa cứ nhìn nhau cười một cái là tự hiểu thôi đúng không? Dạ. Đi làm. Đến bao lâu thì mới sắp lại nói chuyện nhau? Khoảng gần một tháng, em ở nhà của con nhỏ bạn em thì ảnh chạy ngang qua, cái em mới kêu ảnh lại thì hỏi ảnh thì ảnh tên gì, rồi tối nay anh rảnh không đi uống cà phê với em? Đúng rồi. Không, em bình thường kêu lại hỏi cái em cũng hỏi tên cái rồi cuối cùng em không nhớ tên. Cái rượu tối đó cũng hẹn đó, em tới em chở uống cà phê mà ra quán cà phê thì em ghé đó em phải ngồi đối diện cái tivi em mới chịu ngồi. Do đó anh ngồi coi phim. Anh ngồi thì cái chân của anh dở lên cái ghế luôn, anh ngồi chùm hổm vậy. Em có chuyện té bây giờ đó. Xong rồi cái thôi từ đầu hôm tới cuối hôm không đếm xỉ tới em hết. Anh không có hỏi em sao, nhà em ở chỗ nào hay là em bao nhiêu tuổi, anh không hỏi. Không hỏi lại, có mình ơn em hỏi thôi. Dạ. Còn anh coi phim sao kỳ vậy cưng? Em có cảm thấy thất vọng không? Cũng buồn. Cái lủi thủi cái xong phim này cái anh nói anh thôi về đi về rồi, chở nhau đi về. Rồi. Lần sau làm sao? Có lần sau nữa không hay là thôi luôn cho rồi? Có lần sau cái... Lần sau ai rủ? Tần lại, cái em cũng thấy ảnh cũng không có điện thoại cho em. Xong mới khó chịu, tại vì lúc đó em thích rồi, em phải nhớ. Khi xong rồi cái em mới điện thoại rủ ảnh thì chiều nay anh rảnh không? Lên nhà em chở em đi chơi. Hẹn ảnh 7 giờ thì 8 giờ cũng không thấy đâu hết. Ngày bữa thứ bảy thì chiều cũng bạn bè đều nhậu. Đồ nhậu đúng không? Dạ, cũng nhậu. Mấy bữa sau em thấy sao nó cắn ngứt người ta đúng không? Cái em mới lên làm quà. Rồi lý do nào mà sau đó là em yêu vợ em? Thì cho em cứ tấn công em ghét. Tấn công là tấn công sao? Đúng tại vì rồi. Mấy đứa bạn em thì cũng biết ảnh thì mấy đứa bạn em thì đâu có biết là em đang cua ảnh đâu. Nên mấy đứa đó nói cái anh đó đẹp trai á, thôi giờ tao cua nha. Cái em cũng nói thì mày cua đi, nhưng mà trong lòng thì không thích. Thế xong rồi về lên kế hoạch luôn là tấn công mọi lúc mọi nơi luôn. Cứ điện thoại ảnh không nghe thì đi xuống chỗ làm kiếm sáng trưa chiều kiếm nhất, mà khi nhiều lúc em đi chơi vậy cái em lúc đâu xài điện thoại luôn. Cũng lúc không xài luôn, trốn không xài điện thoại luôn. Cái cuộc tấn công nào mà bên này dính? Bữa anh lên nhà em cái em nói giờ em bức xúc quá rồi, giờ anh có chịu làm bạn trai em không? Thế à? Lúc đó em cũng ngồi một hồi em nói làm thì làm. Bao lâu thì là tụi em làm đám cưới? Khoảng 2 năm, em mới làm đám cưới. Thì cưới xong thì anh kia mới nói là khi mà anh quen em đó, anh được có dư được có cái xe à. Tại vì tối nào anh cũng em kêu ảnh lên là chở đi ăn, chở đi cà phê, nên ảnh đâu có dư đâu. Sau khi mà cưới nhau về thì vợ em có ghen? Cưới về thì em đi chơi với bạn á. Lúc đó cũng còn chưa có hẳn là không còn tâm toàn ý phải không? Cái cũng còn vẫn còn ham chơi đúng không? Dạ, cũng đi chơi với bạn cái ngủ ghen đi cái 1-2 giờ vợ mới điện, tình cờ ở điện thoại đó thì ngồi uống phê của mấy đứa bạn, bạn gái bạn bình thường bản thân đó, cái tự nhiên mấy bạn bốc máy lên. Lúc đó em sao? Là khi đó là tức tốc là đi liền, đi kiếm cũng không có, cái đi về lát ảnh mới về. Nó hỏi thì anh nói là bạn, thì bữa sau cái tự nhiên con bé đó nó lại gần nhà chơi, nó nói hồi tối này cái anh này đi chơi với bé đó. Xong về cái em ở trận lôi đình lên, nói tại sao anh giấu em? Anh nói tại vì nó rủ anh đi chơi nên anh đi chơi với nó. Đúng rồi, rủ đi chơi mình cũng đi chơi đó, mình
không tôn trọng nó. Rồi sao? Rồi vậy thôi đó hả? Rồi anh có nói có xin lỗi xin phải gì không? Chỉ có ghen vậy thôi. Em ghen hiền dữ vậy? Hiền lắm chị. Phải không? Dạ. Ghen lắm. Ghen chị đi đồ dục cũng mèo. Là dục đồ. Dạ. Dục ra. Đồ. Dục là khác mà đập là khác. Lấy quần áo đồ chị. Dục. Dục ra. Tôi ngồi ngoài đó lại. À, đuổi ra khỏi phòng. Đuổi ra luôn. Ồ, mà... vậy đó. Từng một lần giận như là bao lâu? Một tuần mà chị. Một tuần luôn. Năn nỉ cỡ nào cũng được đâu. Một tuần là ngủ vậy ngoài đó, luôn. Tức là thời gian sau khi lấy nhau á, là cái chuyện ghen tuông nó xảy ra thường xuyên không? Thì có một lần đó thôi. Giờ là hết rồi. Dạ, dạ hết. Ghen có một lần một thôi hả? Hồi trước thì em thường ghen vậy, nhưng mà khi mà cưới vào khoảng thời gian á, thấy em đi làm nhiều quá, quen với lại nhiều người quá, thì anh quay lại ngược lại, anh ghen em. À, bây giờ là ghen ngược lại rồi. Ghen. Chồng em ghen sao, giống em không? Anh về cái anh coi tin nhắn, đi đâu mà em không về hay về trễ hay gì, anh điện thoại khoảng hai cuộc thôi là anh nóng rồi. Giờ em về không? Rồi tức tốc là bọn mẹ là bỏ hết để chạy về. Về rồi có bị ổng hạch sách gì không? Thì về cái nói nếu không xài điện thoại được thì đập đi, đập được ba bốn cái này. Ổng đập hay là em đập? Ổng đập. Em đang ghen mà. Thì em lẹ lắm, để vừa nói cái cầm điện thoại ra cái em kiểu ai trang phân loa giục cái xèo luôn. Giục rồi sau đó là ai mua lại? Em thì mua lại. Dạ, em không rồi. Em có mua. Em mua bởi vì ổng đập. Rồi tụi em có thường xuyên cãi nhau không? Thì cũng có lúc trước thì em đi ra nhiều, đổi lại giờ em lại đi nhiều. À. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn nè. Dạ. Cái cuộc cãi vã gần đây nhất của hai vợ chồng em là lúc nào? Hôm qua đây. Mà hôm qua, hôm nay là quay hình vợ chồng son. Dạ. Hôm qua có nghĩa là các bạn chạy vương chương trình. Ủa mà ghê gì? Cơ quan em tổ chức 20 tháng 10 cho cán bộ công chức thì có đi tăng hai nữa karaoke, thì vô trong đó thì âm thanh thì lớn quá em không nghe. Anh nói là về sớm đi rồi chuẩn bị đồ đạc đi xuống thành phố quay. Thì em mới nói thì thôi vậy chờ khoảng 2 giờ em về. Thì em về trễ đi 2 rưỡi thì anh ở nhà từ trưa. Anh nói giờ thôi khỏi đi ở nhà đi. Cái em tự dọn quần áo trong ba lô rồi xong mà anh chở trên đường từ Bình Dương mà đi xuống thành phố thì anh không nói em tiếng nào hết. Là ngày hôm qua đó. Dạ, ngày hôm qua. Rồi cái tối hôm qua là có nói chuyện không? Dạ có. Hả? Thì có nói chuyện bao nhiêu? Có giận bằng ngày thôi. Bằng tối giận. Thấy không? Hôm qua tối hôm qua mà còn giận nữa là bữa nay dễ gì mà gặp nhau lắm mà ngồi chuyện đúng không? Dạ dạ. Rồi tối hôm qua ngủ ở đâu? Hay chồng em ngủ khách sạn. Vậy sao giận được? Đi quay chương trình vợ chồng son mà lại ở một cái nơi rất là lãng mạn mà gọi là khách sạn gì dễ gì mà giận. Đúng rồi. Nay là hết giận nhau chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Thôi giờ nè. Bây giờ hỏi thẳng luôn nha. Tật xấu nhất của chồng em là gì? Tuần 7 ngày anh nhậu tới 5 ngày rồi. Ít ghê. Thì chắc chắn là cái điều mong muốn nhất của bạn là bớt nhậu đó. Bớt nhậu. Với lại ảnh đi nhậu về á, ảnh hay nói lắm. Lúc tỉnh thì không nói đâu, mà lúc có men vô cái ảnh nói này nói kia. Nói cái gì? Em hứa sao em không làm. Kêu em thì mua chai nước nhỏ mắt, nói ngày mai mua, cái ngày mai không thấy, cái anh không nói đâu. Xong rồi cái anh đi uống rượu vô, cái anh dễ nói. Em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ em thì gọn gàng lại, từ thời gian để lo trong nhà ăn tí. Tới ngày sáng, từ sáng đi tới trưa tới chiều, khi tới 8-9 giờ mới về. Bây giờ cái mong muốn của chồng em á là được em quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Thì em có thấy cái mong muốn đó là bất khả thi đối với em không? Sau này thì em sẽ cất cái công việc lại một tí xíu. Sau này chứ không phải là bây giờ. tại vì bây giờ là chồng em á là hiện giờ đang rất muốn em quan tâm đến chồng em nhiều hơn chút nữa. Tại vì khi em quan tâm thì chồng em sẽ bớt đi nhậu, đúng không? Rồi những cái điều mà tụi em mong muốn thay đổi á là tụi em có thể làm được mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Thậm chí đúng nếu mà ở nhà luôn thì khỏi đi nhậu. Thôi bây giờ một tuần luôn, em nhậu chừng 2 buổi thôi đó, rồi để thử một thời gian đó xem nếu mà vợ mà không quan tâm tới mình, không chịu bớt thời gian với mình thì em mới đi nhậu lại để cho vợ em thay đổi, được không? Chắc từ nay về thì em giảm lại được. Thì lúc trước em cũng giảm vậy thường. Nhưng mà thường thấy về nhà của mình nhớ buồn có tiếng đó, rồi chưa dạ. Thấy thôi bây giờ không? Bây giờ xong chương trình này về Bình Dương và vợ có như bớt công việc lại xíu, quan tâm chồng nhiều hơn để cho bỏ nhậu nghe, được không? Ôm nhau cái tỏ là tình đoàn kết xây dựng rồi. Ok. Anh chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ chúng ta làm thủ tục đầu tiên nha, đó là giới thiệu về bản thân mình, những công việc và chỗ ở hiện nay nha. Mời các em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trang Ngọc Thiện, con là quê ở Bến Tre. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Là hiện tại là hai vợ chồng con đang làm chung về kinh doanh.
Kinh doanh. Dạ. Kinh doanh tại gia hả con hay sao? Dạ đúng rồi. Online hay offline? Dạ online. Có thể bật mí chút xíu về cái công việc, nghề, cái công việc đó là như thế nào? Dạ về online thì hai vợ chồng con đang bán chuyên về dòng mỹ phẩm, còn offline là hai đứa có mở một cái quán bún bò nhỏ nhỏ ở Vũng Tàu. Nghĩa là ở thuốc Vũng Tàu đó hả? Dạ đúng rồi, tại là quê vợ. Rồi ai coi trên đó con? Dạ đó thì có chị hai con lo, mà cái đó là chỉ là cái nền tảng đầu tiên thôi, còn sau này tôi sẽ mở chuỗi ở trên Sài Gòn và một số nơi khác. Có nghĩa là mình thí điểm trước ở quê dạ, mình đúng rồi, thử đúng không? Điểm trước. Bữa nào chú Quốc Thuận ghé Vũng Tàu sẽ liên hệ con và đến ăn thử. Dạ sẵn sàng. Chú mê bún bò lắm. Dạ rồi bây giờ tới cái họ đó. Trang lạ quá ha, thì chị mới họ Trang Lê Phương á. Lê Phương cũng là Trang á. À vậy hả? Lê Phương là Trang Dương Lê Phương. Ồ họ Trang. Trang Bích Liễu rồi đó chị. Trang Bích Liễu. Không, chị lại tưởng Trang Bích Liễu là nghệ danh chứ chị không có nghĩ là Trang là một cái họ. Đúng rồi. Bữa nay ừ. Rồi mời con. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào khán giả. Con tên là Hồ Thị Hồng Mơ, sinh năm 97, năm nay 25 tuổi. Hiện tại thì như chồng có nói là tụi con chung kinh doanh chung và hai vợ chồng cũng đang mở quán ăn riêng. Dạ. Hồng Vân và Hồng Mơ á. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa cho chú biết đi. Cái câu chuyện tình yêu của các con nó bắt đầu như thế nào? Và đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Dạ. Dạ. Gặp nhau quá muốn bò không ta? Lấy đúng nhau đó. Lâu chưa? Hai đứa này là thấy là thuận lợi lắm này, làm ăn cũng được, các thứ này kia. Dạ. Là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trai hơn dạ, bé dạ, chồng con nói vậy luôn. Dạ, tụi con gặp nhau là ở đây luôn à? Ở đây Sài Gòn luôn. Vậy là chương trình bạn muốn hẹn hò đúng không? Dạ, tụi con gặp nhau ở chương trình ghép đôi thần tốc. Trời nó ghê hơn bạn muốn hẹn hò nữa. Tại vì bạn có nó thần tốc luôn á. Bạn hẹn hò nó còn có thời gian. Ừ dạ, đúng rồi. Này là thần tốc, thần gặp tốc nhau luôn. Cái dịnh luôn. Tốc độ luôn. Tốc độ thật sự luôn, tất cả mọi thứ đều tốc độ. Vậy đó hả? Đâu kể đi, kể đi con. Là tụi con bắt đầu quay phim vào ngày 8 tháng 10. Dạ là hôm đó tụi con quay phim ở năm nào? Dạ năm 2021. Năm vừa rồi luôn. Cái tưởng năm nay là đúng là siêu tốc độ luôn á. Dạ đúng rồi. Cái show của con là đầu tiên nó trong sau mà cái kỳ đúng dịch đó luôn đó. Sau dịch là cái show đầu tiên của ghép đôi thần tốc tụi con quay luôn. Thì quay xong thì tụi con có bấm nút chọn nhau. Lúc đó thì xong rồi cái ra xuống dưới thì tụi con có ngồi nói chuyện đây tầm một tiếng nữa. Cái là sau đó tiến tới luôn. Vậy đó hả? Tức là bấm nút một phát xong rồi một tiếng đồng hồ đó là hai đứa cảm nhận là cái kiểu là mình cảm nhận được cái đối phương, cho nên là mình muốn đi tìm hiểu đối phương, là muốn đi xa hơn, cho nên là tụi con sau khi chương trình về thì hai đứa cũng có liên lạc người kia, rồi xong con qua nhà bạn vợ con chơi, rồi xong cái hai đứa tìm hiểu nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, cái xong cái tới bây giờ cưới luôn. Cưới luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con ở Vũng Tàu hay là con dọn về về Sài Gòn rồi? Dạ con thì con vẫn ở Sài Gòn là khoảng 6 năm nay hơn rồi. Từ 2015 là con ở Sài Gòn rồi. Thì đợt đó thì cũng trên phương diện là dịch xong á, là con cũng chưa nghĩ mà cũng không có việc gì làm cả. Rồi kiểu con muốn tìm một người thật sự là nghiêm túc để mà có thể là mình có thể quen lâu dài. Chứ thật sự con rất là không thích cái cảnh mà cứ quen nhau xong rồi chia tay á. Rồi xong nó cứ mập mờ thì con không thích. Thì con đăng ký chương trình này với phương diện là thoải mái thôi. Xong rồi lên đây thì lúc mà mở cái cánh cửa ra thì nói chuyện lúc đầu ban đầu con tưởng tượng chồng con là một cái người rất là gầy á, gầy rồi kiểu khô khô vậy đó. Tại vì nghe nói chuyện chân thật lắm thì con tưởng tượng được như vậy. Thì lúc mở ra chỗ đẹp trai quá. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, đẹp đúng trai rồi. Quá đó. Còn bạn này cao không? Có con ấn tượng về chiều cao anh không? Không, nó thì ngồi con không biết mà tại vì con chỉ nghe là anh đi anh biết bơi rồi anh cũng biết chơi bóng rổ, anh cũng bóng đá mà na con trai mà kiểu mà thể thao này kia khỏe mạnh nữa. Phải đúng không? Con thích lắm. Mà ai kêu không thích đẹp thì con không biết, nhưng mà hoặc là ai nhận xét như thế nào con không biết, nhưng mà con thấy chồng con đẹp trai. Mở ra hết hồn luôn. Mở ra hết. Kêu thôi lại bấm rồi. Nhưng mà bạn này mở ra thấy vợ mình sao? Có hết hồn không? Dạ thấy dễ thương lắm, tại vì trong quá trình mà quay chương trình á, bạn có kể hoàn cảnh gia đình á, thấy thật sự đây là một cô gái rất là nghị lực. Nói chung là gia đình trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống nhưng mà vẫn trên đây ở trên Sài Gòn một mình vẫn đi làm này kia, vẫn phụ gia đình để mà trang trải cuộc sống này kia, thật sự là một phần là ngưỡng mộ về cái tư duy của vợ con. Cái đó là lúc chưa thấy mặt thôi. Mà tỷ dụ mà giờ mở ra mà không có dễ thương vậy cũng dễ gì ha. Lúc đó không bấm chung đâu. Dạ nói chung là hai vợ chồng đều thích cái đẹp. Đúng không? Đúng gặp một cái là choáng ngợp liền đúng không? Quá. Đẹp bên ngoài và đẹp ở trong tâm hồn nữa đúng không? Dạ. Thế thì con có thích cái vẻ đẹp tâm hồn của anh không? Dạ, lúc đầu con sẽ kể rõ như thế này, là lúc đầu thì con nhìn đây là đẹp trai thì con nghĩ là thấy kiểu đẹp trai mà còn kiểu hiền hiền hơi dính dính thì chắc anh này ở ngoài chắc cũng phải kiểu như là
này này thế này thế kia á, mà việc hiện nay thì xu hướng người ta hay gọi là trap boy á, có cái sao mà hiền mà kiểu dễ thương mà kiểu còn pha trò rồi vui tính như vậy thì làm sao mà không có nhiều cô gái theo được. Thì con cũng nói chuyện từ từ, thì xong rồi một thời gian con thấy là kiểu anh này là vừa rất là thương gia đình luôn, rất là sâu sắc luôn, mà chúng là hay gọi về cho gia đình, nó hay qua nhà con là gọi về cho gia đình, gọi về cho ba mẹ nè đó, hay tâm sự, thì con nghĩ là ở anh này nghiêng về gia đình nhiều. Bên cạnh đó nữa là anh dành 100% thời gian cho con luôn, là lúc nào sau cái chương trình xong là ngày nào alo em, và rất là chủ động thật sự luôn, và kiểu là rất là chủ động luôn, thay vì hiện nay á, người ta hay hỏi là em ăn cơm chưa, vậy em ăn đi thì không có nghĩ gì hết, còn đây là hỏi em ăn cơm chưa, rồi em chưa ăn ok tí hôm qua chở đi ăn. Đó, rồi ví dụ ở nhà cô là nhà con có cái nhà con nhỏ xíu à, thì con hay lau bằng tay, con không thích lau bằng cây thì con lau bằng tay gì đó, thì chồng con kêu sao em cứ lau bằng tay hoài vậy, chỉ nói một câu thôi, hôm sau chồng con vác nào là chổi nè, rồi cây lau nhà nè, rồi giờ bình nước nè qua lau, tức là dọn có hết nhà tâm, luôn có sự quan tâm đúng rồi, rất là chủ động và tinh tế, mà chủ động và hành động đúng rồi, người đàn ông làm nhiều hơn là nói. Rồi bây giờ này, sau cái chương trình đó đó, sau chương trình Em Đo Thằng Tóc là bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có cái lần hẹn hò đầu tiên? Mà cái lần đó là đi đâu và làm gì? Sau cái chương trình đó là ngày hôm sau tụi con gặp nhau rồi. Nghĩa là cái đợt đó là gặp nhau suốt. Quay xong về cái là hai đứa gọi Zalo này kia, cái xong bắt đầu ngày hôm sau là con mới là tại vì lúc đó dịch đó là cũng không thích đi đâu, tại không có đi đâu chơi được. Cái mới la là thôi để anh qua nhà em chơi. Cái lúc đó là qua nhà cái con mua trái cây rồi sữa chua kiểu rồi qua. Xong bữa đó bạn nữ hơi bệnh á, là cũng quan tâm một xíu, cái hai đứa ngồi uống rượu. Uống rượu tại gia luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên trong tủ lạnh có hai chai soju. Mà uống rượu với trái cây hay sao? Dạ đúng rồi. Dạ rượu trái lúc cây á. Sao chắc con thanh đạo quá vậy? Ủa nhưng mà lúc đó là con ở cái nhà đó là ở với gia đình hay ở mình? Dạ, con ở một con mình. À dạ. Bởi đi đâu chi cho mệt. Dạ. Dịch rồi đi tốn tiền trong ở nhà nó vui vẻ biết bao nhiêu. Còn điều này nữa, chúng nó nhậu với nhau mà nhậu tại gia thì không biết nó có cái chuyện gì nó xảy ra không? Em hỏi nó đi chứ hỏi chuyện chi. Biết đó thì giờ hỏi tự nhiên đó. Nó hỏi cô sao cô biết được trời. Đó nhậu tại gia không có điều gì nó xảy ra. Soju với trái cây. Soju là cái mỏ nó sẽ chu. Đó thì có cái gì nó thật ra là sau đó cái hôm đầu tiên á là gặp nhau chỉ là ngồi nói chuyện chơi vui thôi, cái là cái chuyện nó xảy ra là sau đó chứ không phải là ngày đầu tiên luôn. Tại vì ngày hôm sau là hôm qua là mua nào là lá cây lau nhà rồi chỗ quét nhà kia hút rác này tất cả mọi thứ mua qua, rồi xong là có một dịp là sinh nhật của chị vợ con. Nghĩa là con chủ động là la thôi để anh đi với em, chở em đi, tại vì vợ con trước là đi chủ yếu là nữ không à, đi là phải bắt ráp đi này kia, là thôi để anh chở em đi mua bánh hay là làm gì sinh nhật, tổ chức sinh nhật chị làm chung á, nói chung cũng lâu, chị đó là cũng đùm bọc vợ con trên này rất là nhiều, cho nên là con chủ động qua, xong qua bên đó nhậu sai này kia cũng bí tỉ luôn. Chưa sai luôn. Ai, có nghĩa là con chưa sai nhưng mà tụi con hiểu không? Tụi con á, tụi hiểu cái chú Thuận chú hỏi gì không? Cuộc đời chú Thuận chú chỉ cần biết á, không cần biết sau đó mấy ngày. Dạ. Chú chỉ cần biết là tụi con hung nhau lúc nào. Đó. Dạ. Mấy ngày sau thì hung nhau. Thật ra thì sao con người gì tò mò quá. Chồng con nói là dịp gì đó. Nhưng thật ra cái dịp đó cách ngày quen tụi con quen nhau là có 2 ngày à. Hay là sao? Dạ đúng, có nghĩa là ngày hôm trước là tụi con quen ở đây, xong nói chuyện một tiếng gọi điện thoại, xong rồi ngày hôm sau là tụi gặp nhau ở nhà. Soju dạ, và trái cây. Thì lúc đó xuống dưới nhà thì con có chủ động kéo hộ trang chồng con là con tính hôn má thôi. Chồng con quay ra chụt một cái, hôn môi luôn. Tức là ngay ngày hôm sau rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy đó nó cứ ràng ràng. Đó, nó ràng ràng rồi. Cái tới ngày thứ hai, có nghĩa là cái ngày mà sinh nhật của chị con á, chồng con cũng chủ động lắm. Anh qua với em đồ nha, rồi anh chở em về. Thì hôm đó con nghĩ là tại vì trước con không nghĩ là anh chủ động đến mức độ vậy luôn, có nghĩa là qua đến đây rồi con nghĩ là chồng con sẽ về, con tính anh về nha, con vừa mất rin vô chạy vô nhà luôn, chạy vô trong nhà luôn, rin vô, xong rồi em đóng cửa lại nha, xong rồi gạt chân xuống cái đi lên trên lầu, rồi xong rồi tắm rửa thay đồ, có phòng con chưa bao giờ vô, em vô có hai lần thứ hai à, vô tắm rửa thay đồ nằm ra luôn. Cái... giống như nhà của ổng vậy hả? Dạ, đúng rồi. Thì người đàn ông làm nhiều hơn nói mà. Và, đúng rồi, ông nói vậy. Và đêm đó cái gì tới nó cũng tới đó, hết luôn. Dạ. Đó, rồi. Dạ. Mà... là, đêm thứ ba đó, là lần thứ ba đó, đúng không? Lần thứ hai. Đâu, lần thứ hai là sinh nhật.
là bữa đó là bữa luôn đó chú, chú Pin này hỏi mà không có chịu nghe tới nơi chú. Không bữa thứ hai, bữa đó bữa đó sao mà làm bữa cây lau nhà luôn á. Ở bữa đó luôn á. Tại vì mấy đứa thần tóc mà cái tên chương trình đúng luôn, đôi thần tóc là lúc mà tụi con quen cái ngày mà nói chuyện, lúc cái hôm đầu tiên nói chuyện là cảm thấy rất là tương đồng luôn, tất cả mọi thứ về tư duy luôn. Chỉ tại vì con thấy là những cái thời điểm mà sao mà gì cái mà sao mà người ta tiêu cực nhiều lắm mà sao anh lại nói chuyện rất là tích cực, vui vẻ hòa thuận mọi thứ. Thấy hợp quá là thôi giờ tính tới cái chuyện quan trọng nhất thôi. Rồi sao nè, mà sao con gan quá vậy đâu, con kể nghe lúc đó con hồi hộp không? Dạ con có nghĩ đến một cái tình huống là con bị đục hoặc là con qua phòng bạn nữ ăn mặc cái kiểu rất là sexy mà mình đã kiểu có men trong người rồi mà mình nếu mà không làm gì thật sự đó không phải đàn ông. Cái kiểu ví dụ như mà mình qua nhà bạn nữ đi, người ta mặc đồ bộ hay là kính cổng cao tường còn e dè đúng không? Đúng rồi, cái này mà kiểu vậy nói chung là người ta cũng có cái gì đó với mình, đèn người xanh ta đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên là cái đó là con biết cái chủ động của mình là nên làm cái gì thôi. Nói chung là mặc đồ kính cổng cao tường mình còn e dè, còn sexy quá là ô dè luôn. Dạ, đúng. Tại anh thì quá em mới phải chủ động như vậy để khơi mở. Rồi sau đó nhưng mà rõ ràng là hai đứa cảm thấy rất là hợp nhau đúng không? Dạ. Về mọi phương diện luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới cưới? Sau đó mọi việc nó có thần tốc như vậy. Dạ. Như là cái chuyện đó không? Dạ, xong là tụi con về nhà nhau chơi là sau khi dịch đó là đi được tỉnh, về tỉnh được rồi, có nghĩa là con về Vũng Tàu chơi. Là tại trước đó là con nói là nếu mà hết dịch đó là vợ con về quê á thì con trở về. Rồi xong con cái lên chương trình con nói ba mẹ vậy luôn. Cái là đợt đó con chở vợ về cái ra mắt ba mẹ, bữa đó là sinh nhật của ba. Dạ đúng rồi. Cái con mua bánh kem này cho ba này kia rồi ăn, nói chung là ấm cúng gia đình. Rồi xong hàng xóm này kia, không trước qua chương trình là hàng xóm nói chung là ở dưới là rất là thân thấy với rồi, nhau. Thấy rồi đúng không? Dạ, rồi kéo lại nhậu, bữa đó con bí tỉ luôn. Bữa đó sụp luôn. Có nghĩa là ba mẹ của con là ưng bạn này liền luôn. Dạ đúng, đúng rồi. Còn ngược lại sao? Dạ thì sau đó một tuần thì tụi con về Bến Tre thì cũng y chang như là, nhưng mà thay đổi vai trò lại, lần này con nhậu với cha mẹ của Thiện. Dạ cha mẹ của chồng con, thì lúc đó nhậu thì tầm 12 người đó, thì cha con bày bàn hết ra rồi bắt đầu chọn đợi chờ này kia, bắt đầu hết chơi rồi vô nhậu là đến cuối buổi thì tầm khoảng đêm là còn có mỗi con với cha con thôi. Cha trời ơi đối ẩm đó, đối ẩm. Trời ơi cha con rồi. Xong từ hôm đó xong là cha con đi, con dâu tôi đó, con dâu tôi nè. Đó đúng rồi. Dạ tiếp con ẩm cho nên bàn tiệc luôn mà. Còn mẹ cũng vợ chồng của con là tại vì do là chồng cũng có kể là mẹ rất là hiền. Thì cũng rất là dễ, con cũng về con nói chuyện, con chia sẻ tâm sự chồng đi đâu đi đi, con kêu anh cứ đi đi để em nói chuyện với mẹ. Và ngay từ hôm đầu giờ là tụi con nó xưng cha mẹ ba mẹ rồi chứ không có dè dặt nữa. Thì tại vì quyết định tương lai rồi thì thì mẹ ngồi mẹ kể hết cho con nghe về những chuyện của Thiện trước, như từ người yêu cũ, người yêu mới sao, quen ai sao, cấp 3 sao, cấp 2 sao, kể hết luôn. Đó là từ hôm đó thân với gia đình. Và điều đó là trước giờ mẹ chưa kể với ai hết. Đó thì bởi chưa gì? Chưa có gặp người để mình chia sẻ được á. Cái xong vợ vô khai thác sao mẹ kể từ cái lúc mà hồi cấp 2 biết nhậu khi nào, rồi cấp 3 làm sao, rồi đi đâu làm gì kể sạch sành sanh luôn. Cái đó đi mua đồ về cái hỏi anh đó anh vậy anh vậy, ủa là sao em biết, mẹ kể hết rồi, phân hết rồi, cái ủa đó giờ chưa bao giờ mẹ kể với ai như vậy luôn, tại vì mẹ chấm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy là cặp này nó cũng thần tốc thiệt chứ ha. Trơn tru mọi thứ. Dạ, mà một điều đặc biệt nữa là mặt mẹ, mặt của vợ á rất giống mẹ mặt của mẹ con. Dạ còn mặt là... của chồng con rất là giống mẹ con. Dạ. Ủa thì biết làm sao giống hệt à, tại hai đứa nó cái mặt nó giống nhau á. Dạ. Con hồi cái đợt mà đám cưới con có hỏi ba đó giờ có lang thang ngoài Vũng Tàu. Không có đâu. Vậy là phải hỏi ba con là ngoài Bến Tre. Dạ dạ. Công rồi nhận. Hoặc là dạ, đúng hoặc rồi. Là ba của con đó. Cái đợt mà đám cưới, cái đợt mà đám cưới ở Bến Tre là người ta cứ nghĩ là con là rể không à. Cứ là cô này đi gả gái, đi gả con gái hỏi con rể đâu vậy, con la ở Vũng Tàu ai cũng tin. Thôi, hay quá. Đi. Thôi vậy thôi, là cái đoạn này là coi như là hai ông xui chắc đang tự vấn với nhau. Dạ, hỏi á. Được cái là sau riêng, nhắn tin với biết một cái ê ông nội hồi đó có bao giờ đi Vũng Tàu chơi vào cái năm đó không? Ông kia, vậy lúc đó tôi ở Vũng Tàu ông Bến Tre ha. À, rồi như vậy là chắc là cưới liền đúng không? Dạ được một cái là sau cái hôm mà cái hôm ngày thứ hai con nói á là chồng con nói luôn là anh phải cưới em làm vợ, có nghĩa là không có nói là anh phải cưới em làm vợ, là ngay sau hồi tháng 3 á là khi mà tụi con vừa mở quán bún xong thì chồng con gọi điện không có đêm đó kêu em ơi cưới nha
con tưởng đâu là cái khung cảnh cầu hôn nó phải là dơ lên rồi anh sẽ dơ ở biển rồi này kia vậy đó. Không, em cưới nhà cái xác xong alo cha xem ngày giùm con nha cha. Xong cái cha về xem ngày con ơi, tháng 5 đừng tháng 11 giờ làm liền. Là chuẩn bị cưới trong vòng đúng 1 tháng. Rõ có cầu hôn lãng mạn không? Dạ không, dạ thì đó. Để con kể nghe, lúc đó là sao nè, cái bữa cầu hôn sao nè. Để con, lúc đó là 3 giờ sáng. Lúc đó ngủ đang nằm mơ, thấy sao tự nhiên vợ con đi với ai á. Cái tự nhiên mình tức quá, quen mình thời gian mình tìm hiểu kỹ quá, hợp nhau quá mà sao tự nhiên đi với ai bỏ em, cái giật mình vậy. Lúc đó là 3 giờ sáng, cái vợ đang ngủ, cái quay ra nói vợ em ơi cưới nha, cưới vợ đó mơ mày mẹ con đó, kiểu không cầu hôn gì cũng lãng mạn đó con. Thiệt mà, lúc 3 giờ sáng trong khi hai đứa còn đang xe ke, người ta làm mà... cầu hôn lúc bình minh lên, là con cầu hôn bình minh chưa lên cầu hôn mà con bé mơ nó đang đắm chìm trong giấc mơ, nó mơ nó trả lời trong mơ mà nó hở trời ơi coi ông cầu hôn kì vậy mà. Rồi có tặng nhẫn được không? Dạ có, sau sinh nhật con thì chồng có nói chung là chồng con được cái là muốn gì có, nói giờ hiện tại là nhà con tiền chồng con giữ nhưng mà con muốn gì cũng có hết. Đó ông thì... bụt của con đó phải không? Thôi, thôi nói chung là thôi vậy giờ mình vô trong cái cặp gia đình quá đi. Chị ơi nó kể vậy chứ mà dễ gì mà không có cái loại tật xấu. Các mấy đứa coi như là thân thiết với nhau đâu có tật xấu đúng không? Có xong có, nếu không có mình qua luôn có không? Dạ có. Đó. Sao không có? Có bây giờ kể mà? Khui đi nào. Ông mơ có tật xấu gì hả? Vợ con có một cái tật xấu thôi, cái nói chung là tất cả mọi thứ đều ok, chứ có một tật xấu là hơi bừa bộn. Đồ đạc nha, ví dụ như mặc đồ về á, con là người dọn không à, ví dụ như đồ mặc xong quăng chỗ rồi con phải lấy đồ đem vô máy giặt, rồi đồ quăng lên giường con phải lấy làm phơi. Cái tiếp con là người không thích đứng yên nhìn cái gì đó bề bộn. Thật sự luôn, từ nhà, từ cái việc mà từ trước cửa nhà sau tới vô nhà vệ sinh luôn, là tất cả mọi thứ này con đều cảm thấy nó ngăn nắp ok hết rồi. Nhìn nó ok, tại tính con vậy hay sao á, với con là người thích dọn dẹp nữa, là vợ con cậy cái tính đó hay sao á, sướng luôn. Vậy là bé này hơn quá, hèn gì bây giờ liên tưởng tới cái vụ mà bữa ông lại ông thấy lau nhà đó, qua bữa sau là ông giác coi như là chổi nè rồi đồ lau nhà luôn. Con có ý kiến là không phải tại vì do con không làm hồi trước con sống rất một mình, rất là ngăn nắp và gọn gàng luôn. Nhưng mà từ ngày có chồng con chưa kịp dọn là chồng con dọn rồi. Có nghĩa là nhanh hơn mình. Có nghĩa là con chưa kịp làm gì hết, ủa anh ơi cái khăn em đâu, anh máng lên rồi, ủa anh ơi bộ đồ em đâu, anh có vô máy giặt rồi, ủa anh ơi cái đồ anh giặt tay anh phơi luôn rồi. Đó là rất là nhanh. Sướng quá vậy con. Chúc mừng con nha, con quá sướng luôn á. Rồi ngược với em, em chưa kịp nữa thì là đã bị vợ chửi rồi. Vợ luôn vậy đó, vừa cỡ ra cái nó quay lại là mất tiêu luôn. Mà nhanh lắm, phải giống như ma. Vừa có cái quay qua, trời mất tiêu rồi. Tôi bỏ máy giặt rồi. Đúng rồi, dễ thương, vậy là chúc mừng em luôn á. Quá trời đáng yêu Liên á. Ồ thiệt á, đôi giày vừa cỡ ra cái, ủa đi vậy đâu rồi. Nhanh lắm, phải nhanh lắm. Rồi sao nữa nè, còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì có một tật xấu đó thôi chứ tất cả mọi thứ đều đang ok rồi. Có mua sắm vượt chỉ tiêu gia đình đó. Không? Có bị ghiền không? Shopee rồi đó. Đây là cái bệnh của các bà vợ dạ, thời đúng đại đó. Đó. Đây là thánh cuồng Shopee. Đó, hồi trước, con là từ một thành viên không có ý nghĩa gì của Shopee. Hiện tại là con thành viên VIP của Shopee luôn. Thấy chưa? Mua của nick mình xong chưa xong, mua qua nick con nó nổi mà con thành viên VIP luôn. Ủa, thí dụ đó, thí dụ như cái cuồng nó như thế nào? Con đã sơ sơ thôi. Dạ, ví dụ như là thấy... sàn dơ đi, chỗ lau nhà cũ quá thôi để mua cây lau nhà mới nhưng mà vẫn còn sử dụng được, nhưng mà vẫn thấy phải mua cái mới. Hồi trước là tụi con mới dọn qua Phú Nhuận nè, tất cả đồ bếp rồi vợ con mua hết, từ cái nhỏ những thứ không cần thiết không sử dụng tới cũng mua luôn. Buộc con phải là người cấp, hỏi mốt hỏi anh ơi hồi trước em mua nè, em nhớ em có mua nè, mở đâu cái là con chỉ chỗ đó mới đi lấy, chứ thật sự là mua mình không biết mình mua gì luôn. Đúng rồi. Mấy đứa mà ghiền shop là nó như vậy không đó, con cứ toàn mua về thôi. Nếu là phải canh mấy cái bữa mà săn sale đó đúng không? Săn sale con cũng mua luôn. Cái đợt con đi đá banh có 1.5 tiếng, à tự nhiên có tin nhắn điện thoại, tin tài khoản của bạn bị trừ 1.5 triệu, là không biết cỡ nào. Vợ con nhà cũng đi săn Shopee hết á, kiểu như mỗi lần con diện hỏi là sao em mua sắm nhiều quá vậy, tại đi đá banh nhà em buồn nên mua sắm thôi cho đỡ buồn, chứ em đâu muốn mua đâu. Thấy thương quá. Trời ơi, nghe thấy thương luôn, giờ nói gì nữa giờ chú. Vừa nói xong muốn bỏ cho banh luôn. Muốn nghỉ đá banh luôn. Mỗi lần đi có tin nhắn ngân hàng là ông thấy mệt người đó. Rồi giờ tới con đó mơ. Dạ. Không sao, có tật xấu gì không? Trời ơi, con thiệt, chồng con có tật xấu rất là lớn.
Ví dụ như hồi trước cô là ví dụ như là đàn ông hay nói người ta là sau này anh cưới em anh sẽ phụ em đúng không? Chồng con không phụ một cái gì hết mà chồng con làm hết. Có nghĩa là làm đến mức độ mà con cảm giác là nếu được may một cái là con nấu ăn ngon, với cả là cái việc mà buôn bán kinh doanh con nói chuyện cũng được á. Nên là con làm chủ được cái vấn đề đó. Là ví dụ chồng cần ăn gì là em ơi anh thèm này quá em nấu anh ăn đi. Đó, mà trong khi là con đã chuẩn bị đầy đủ một cái hành trang làm vợ là nữ công gia chánh rồi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Là sau này về là chồng cứ ở yên đó em làm hết cho. Nhưng mà tước hết quyền cái... luôn có là tất cả mọi thứ luôn về. Chồng lau nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm lâu lâu cũng dành. Rồi xong rồi cái gì nó dọn nhà, tất cả mọi thứ luôn rồi chăm chó. Nhà có nuôi hai con chó bút đồ. Trời ơi thiệt đó, nó sướng quá. Đúng là bé mơ con. Ủa, sống đồ, cuộc sống trong đó. Mơ. Con không biết là kiểu là tốt hay xấu, nhưng thực sự đối với con là chồng con bị ôm đồm á. Có là con muốn phụ lắm. Mà con em để em làm thôi để anh làm xong rồi. Em chưa kịp làm xong rồi, có nghĩa là con chưa kịp làm cái gì hết là chồng con xong hết rồi. Thành ra con muốn phụ cũng rất là khó. Nên cái việc con làm được duy nhất trong nhà đó chính là nấu ăn. Đó, nên là con làm được mỗi việc đó là mà nấu xong là rửa là ổng rửa luôn. Dạ đúng rồi. Con rửa nấu xong là con hay vừa rửa vừa nấu. Thôi đừng có nấu. Để đi. Ủa, đừng có rửa, đừng có rửa. Để đi, để anh rửa. Không con vẫn rửa. Em để đó cho anh, để anh rửa. Trời ơi vậy luôn á. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là xong rồi có nhiều khi mà con nấu ăn ra thì con nấu đồ ăn thì phải nóng ăn mới ngon. Thì lúc đó là đôi lúc mà con phải dậy sớm á, con cố gắng con dậy sớm nấu ăn cho chồng, thể hiện một cái người làm vợ rất là đảm đang, chỉnh chu rồi đó. Là nấu cơm sớm với chồng anh ơi dậy ăn không. Con vừa nhích ra khỏi cái giường 5 phút thôi, chồng con dậy bắt đầu lau nhà, gọi là bày việc làm lau nhà, rửa chén, quét nhà rồi dọn chó, chăm chó rồi lau nhà phòng vệ sinh có làm hết. Tới lúc mà con kêu anh ơi cơm tới rồi, xong rồi, nóng xong rồi, ăn đi. Thì vẫn còn đang làm. Thôi đợi xíu anh làm, anh đang phơi đồ, anh đang giặt đồ, đợi xíu. Đồ ăn nguội luôn. Trời ơi, bà đang kể tật xấu của ông chồng. Thiệt luôn á. Vậy bây giờ theo con, đề không? Thì theo con thì nó có cái gì xấu? Bị lạc đề không? Thì ôm đồ, có đối với con đó là sự ôm đồ. À, đó là thấy là tật xấu đúng không? Đúng, có cái là với ai, tối con biết nhau thân sự nó rất là ôm đồ. Với con là ôm đồm đúng không? Rồi, chia sẻ, con muốn chia sẻ chồng cho chồng có thời gian nghỉ ngơi. Đây hai vợ chồng thì làm chung, công việc thì làm chung, thời gian thì y như nhau. Mà công việc thật chồng con làm hết. Chưa, em có nhờ con chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Thôi kệ nó đi. Có đi. Con đừng có ước, kệ nó. Đừng có nói nó xấu, kệ nó. Mai mốt con chỉ cần đẻ con ra con nuôi con là được rồi. Dạ. Khỏe luôn. Không, con dành phần nuôi nha. Tại vì, dành nữa, nó dành nữa. Tại vì con nói vợ rồi, nếu mà đẻ con ra là con phải do anh dạy. Em cứ việc làm việc của em thôi, em cứ gì em đẻ thôi. Không, dạy là khác mà chăm là khác. Thôi con để nó chăm đi rồi con dạy không, thôi. Không chịu. Nhiều khi con chăm dám. Có nghĩa là mất 2 năm chăm. Rồi sau đó bắt đầu dạy lên 2 năm là chăm tôi tâm đã đời lắm á. Không, nhưng bắt đầu dạy từ sáu tháng được rồi. Sáu tháng là bắt đầu dạy rồi. Cũng là chơi với con á. Rồi bây giờ thôi giờ hãy đào bới một cái tật xấu của ổng đi, có không? Giống như con không biết cái này tật xấu hay tốt nữa, nhưng với con nó vẫn là xấu, đó chính là kiểu tính toán chi ly rất là kỹ. Đó là lý do vì sao chồng con giữ tiền trong nhà nha. Con không có tiền trong người. Dạ, nhà con thì bao nhiêu tiền là chồng con giữ hết. Điện từ nước, chi tiêu là dạ đúng rồi. Thì đôi lúc có những cái việc nó không cần phải tính quá kỹ, nhưng chồng con tính rất kỹ. Đôi làm cho mình cảm thấy mệt á. Ví dụ như là đợt đó là ví dụ mấy cái tiền tụi con hay làm kinh doanh á, thì nó hay có những cái chi phí phát sinh á. Có nhất ra có tầm mười mấy ngàn thôi. Sao ta? Sao nhờ? Em sao này? Em sao vậy ta? Cứ nguyên một ngày luôn mà cái mặt buồn hiu luôn. Có là chỉ có một chút xíu thôi mà không biết nó phát sinh ở chỗ nào. Đúng rồi. Cứ suy nghĩ hoài, cứ phải đánh đo hoài và làm cho bản thân của mình rất là nặng trĩu. Và đôi lúc những cái đúng rồi, có việc gì và gọi là phát thiệp cưới. Đợt đó tụi con ở trên Sài Gòn thì nó khá là xa xôi, thì thôi mình đi đâu mình cầm hết một đống, đi đâu có phải là quá nhiều người đâu cô chú, một xấp vậy à cầm theo là được rồi. Cứ tới giờ em ơi nay có ai để anh xếp ra, anh xếp ra nè, của em là của ai, cứ hỏi mà trong khi là con đang làm việc, con đang tư vấn này kia với khách hàng đó. Thôi để anh xếp cái này rồi cứ xếp đại rồi hồi sau cái thiếu, mà trong khi em cứ mang hết đi đi. Anh cứ mang hết đi đi, anh cứ ngồi anh suy nghĩ làm gì mà có mỗi cái thiệp cưới không mà suy nghĩ 3 ngày 3 đêm là này sao ta, hôm nay đi qua ai ta, rồi có nghĩa là chồng con suy nghĩ dùm con hết. Bởi vậy lấy con xong ai cũng kêu ông già đi mấy tuổi, con từ một cái người rất là trưởng thành xuống còn có 15 tuổi thôi. Đó. Tại vì em lo hết rồi. Đúng rồi, suy nghĩ dùm hết. Ví dụ như có những cái chuyện nào mà cụ con mua quà cho ổng mà ổng cũng phải tính toán, cũng phải trăn trở về cái món quà không? Dạ có luôn. Đợt đó con sẵn Shopee. Con thấy này cái quần của chồng hơi rách. Hơi rách nha.
anh còn mặc được đó. Thời rất là con với Lê con mua cho chồng mấy cái quần. Trời ơi, em nghĩ sao cái quần này mấy 200 ngàn. Em nghĩ anh mặc cái quần có 100 mấy thôi, em kêu mua 200 ngàn. Đi mua cho chồng đôi giày hai, gọi là tại vì chồng con chỉ có một đam mê duy nhất là đá banh thôi. Tại vì nhậu hai vợ chồng nhậu chung đó, đi chơi bạn bè thì hai người đi chung thì có một cái đam mê duy nhất là đá banh. Thì con quyết định con mua chồng con cái giày đá banh thật là tốt, là xịn. Có 2 triệu mấy à. Đó mà chồng con, em nghĩ sao mà mua đôi giày đá banh 2 triệu rưỡi, nào giờ là anh mua có 500 ngàn thôi. Ngồi tiếc đứt ruột ôm đôi giày đi ngủ luôn, không đeo luôn. Tiếc tiền tiếc giày đó, tới giờ vẫn chưa mang luôn. Tại đôi giày cũ hay xài được. Trời bây giờ ơi, mong muốn ông xã tuyệt vời này thay đổi điều gì? Con chỉ mong chồng con bớt ôm đồm lại đỡ nhức đầu, bớt chia sẻ với việc đúng rồi, cứ có gì với để vợ, đúng không? Đúng rồi, để cho vợ làm bớt, rồi cứ có gì thì bớt suy nghĩ lại, có nghĩa là đừng có lo lắng đánh đo nhiều thứ quá, tại vì vẫn có vợ ở bên cạnh mà. Đó, và được một cái là lúc mà tụi con cưới nhau thì ai cũng nói là hai đứa con mà hợp ghép lại với nhau làm ăn rất là ok. Nó không có gì phải lo lắng cả, cứ thoải mái cứ làm ăn. Đây chồng con cứ lo lắng mọi thứ. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì không? Nói chung là hiện tại là hai vợ chồng con, hồi trước á là khi quay chương trình xong con bảo là ví dụ như mà em đang gặp vấn đề gì á thì em cứ việc trao đổi với anh, có nghĩa là con không phải là người tiếp người là đón cảm xúc của người gái, có nghĩa là con cần gái chủ động, ví dụ như là em đang cảm thấy thế nào, em đang cảm thấy như thế nào á thì nói thẳng với con là con biết mà cái cách bạn gái đang trong cái trạng thái thế nào á thì mình biết cách xử lý. Mà bạn gái con làm được điều đó là ví dụ như hai vợ chồng đi nhậu là đi với bạn con hay đi bạn vợ gì á là hai đứa không hài lòng nhau thì gì về nhà trao đổi với nhau liền luôn, chứ không phải là để hôm sau. Ví dụ hôm nay anh thấy em không được điểm đó là em nên làm như vậy sẽ tốt hơn nè, kiểu như vợ con cũng góp ý con là hai người giải quyết vấn đề trong cái ngày hôm đó luôn. Nghĩa là hiện tại đang làm rất tốt việc đó rồi, cho nên là con chỉ muốn là duy trì cái việc này cho tới sau này tương lai thôi, chứ cũng không muốn thay đổi nhiều về vợ con. Nhưng mà cô thấy vậy nè, hai đứa tụi con á, nhất là chồng á nha, cái việc làm việc nhà không sao hết, cứ để nó ôm đồm. Chỉ có bớt cái việc gọi là suy nghĩ. Tại vì con biết không, bây giờ tụi con đang còn trẻ, nó khác. Nhưng mà sau này con lớn lên rồi, con càng ngày càng lớn lên á, thì cái đó nếu như nó thành một cái nếp của con á, là con sẽ rất dễ bị về đột quỵ á, stress á. Không, cái đó cô nói nghiêm túc. Tại vì bây giờ đang vậy ha, xong càng ngày á là cái cấp độ nó càng ngày càng cao, bởi vì công việc nó càng ngày càng phát triển rồi. Sau này còn con cái, còn chi tiêu đủ thứ nữa. Con suy nghĩ nhiều quá là không tốt, có những cái nào bỏ được con gạt qua. Không, cái đó cô nói nghiêm túc đó. Đó là một cái thứ hai. Khi mà con làm hết cái việc đó cho vợ con thì vô hình dung con đã triệt tiêu đi cái bản năng mà của vợ con nó có. Nó là một đứa rất là thông minh, nó là một đứa rất là nhanh nhẹn. Nhưng mà từ từ con không cho nó cái diện về văn ôn võ luyện mà, con hiểu không? Không để nó mai một đi, nó phí hoài. Phí hoài một tài năng. Con hiểu không? Thành ra con dạy gì? Suy nghĩ, để nó suy nghĩ bớt đi con. Đúng rồi. Cái đó cô nói nghiêm túc. Chị Hồng dần nó đúng. Đúng không? Nhưng việc nhà con cứ làm đi, không sao hết. Việc nhà làm là để nó thoải mái được cái đầu nó nữa. Thiệt, cái đó là cái mà để cho xả stress đó. Đúng rồi chị, chứ để không là từ ngày cái mình bị lười tính đó. Rồi. Chắc chắn là sẽ đến một giai đoạn gọi là ỷ lại. Ỷ lại cái đầu thôi. Triệt tiêu cái tư duy uổng lắm. Không tính là cái bị lì, ù lì. Đúng rồi, tại vì nhiều lúc mà suy nghĩ về công việc của hai đứa nó bị bí là con tìm gì đó con làm à. Ví dụ như là mền này gấp chưa đúng rồi đúng. Con gấp. Thì cái đó cô khuyến khích mà. Cái đó cô khuyến khích con mà. Đừng có tệ đi, cứ cho làm đi. Mà nói gì nói thì suy cũng nghĩ phải thôi. Chúc mừng bé Mơ. Một người chồng quá tuyệt vời. Em cũng, chị cũng chúc mừng em á, tìm có một người vợ quá tuyệt vời đó. Thôi Phật ra là cũng cảm ơn chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đã mang đến một cặp đôi vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son rất là tuyệt vời, rất là đáng yêu, đẹp đôi, rất là đáng yêu. Và chúc cho hai bạn có một cuộc sống rất là viên mãn, hạnh phúc, và trong năm sau có em bé luôn. Rồi, cảm ơn hai đứa nghe. Chúng ta gặp lại. Dạ.